cấp 2. Công việc hiện tại là nhân viên của bệnh viện Bình Dân, phường 4 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay sản phẩm em tham dự cuộc thi này có 4 sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm bằng ống nước. Món đầu tiên em lắp ráp sử dụng điện 12V. Đây là sản phẩm thứ hai của em sử dụng điện áp 5V. Chúng ta có thể dùng cục pin dự phòng để mà hoạt động máy. Món thứ ba của em đây là sản phẩm để bàn sử dụng điện áp 12V. Và đây là sản phẩm thứ tư, loại treo tường sử dụng điện áp 12V và có âm thanh phát ra khi hoạt động. Em xin giới thiệu sản phẩm đầu tiên cái như sau, phẩm số 1 cái như sau. Sản phẩm mặt rửa tay tự động này cũng gồm một cái mặt tờ trễ, mặt cống ngắt và một cái motor 12V và một cái cảm biến và một cái đầu phun. Sản phẩm tụi em làm thì nó chưa có gắn keo cho tạo tính tạo mẫu. Và sản phẩm khi nó lắp ráp thì nó sẽ được để vào cái bình này. Và để vào cái sọt này. Nói chung sản phẩm đầu tiên của em nó hơi thô và vướng một số khuyết điểm. Khi chúng ta đưa tay vào thì máy sẽ tự động phun. Tất cả các máy tự động đều có chức năng như nhau như vậy. Em xin giới thiệu sang phần thứ hai của em như sau. Phẩm thứ hai của em về cơ bản thì cũng gồm những cái mặt như sản phẩm đầu tiên. Nhưng sản phẩm này em cải tiến hơn là em sử dụng một cái bơm chìm và cái cấu lại cho nó nhỏ gọn thon về tính thẩm mỹ. Và cái đặc điểm thứ ba của sản phẩm thứ hai này là em có thể bỏ vào sọt inox, một là cơ thể để bàn, hai là chúng ta phải treo tường bất cứ nơi nào. Vì cái điện áp em sử dụng này là 5V, chúng ta có thể dùng áp to 5V cắm vào để máy hoạt động, hoặc chúng ta có thể dùng pin dự phòng để hoạt động được cái rửa tay này. Bây giờ em xin gắn cái pin dự phòng vào. Đó, khi chúng ta đã cắm nguồn cho thiết bị thì thiết bị đã chuẩn bị hoạt động. Khi chúng ta đưa tay vào thì dung dịch sẽ tự động phun ra để chúng ta sát khuẩn rửa tay. Khi lấy tay ra thì máy ngưng hoạt động. Đây là lượng dung dịch nó sẽ phun ra để chúng ta thực hiện quá trình rửa tay. Sản phẩm thứ hai của em như thế này. So với sản phẩm đầu tiên thì em đã cải tiến hơn, thon gọn, nhỏ và tính thẩm mỹ hơn. Em xin giới thiệu sản phẩm thứ ba. Sản phẩm thứ ba của em là loại để bàn. Sản phẩm này cũng sử dụng điện áp 12V. Thì nguyên tắc cơ bản thì cũng giống như sản phẩm 1, gồm bơm, bình chứa dung dịch, cảm biến, đầu phun và mặt rửa tay. Sản phẩm này có thể chúng ta để bàn. Và khi em dùng mica cắt tại tiệm và thiết kế cho nó tính thẩm mỹ cao hơn so với hai sản phẩm kia. Sản phẩm này cũng sử dụng điện áp 12V. Chúng ta có thể dùng điện chuyển qua áp to để cấp nguồn cho đây, hoặc và chúng ta có thể xài pin để cắm cho hoạt động máy này. Em sẽ cắm pin cho mọi người cùng theo dõi vị trí cắm nguồn của máy nằm ở vị trí sau. Khi ta cấp điện nguồn thì mặt đã chuẩn bị hoạt động. Khi ta đưa tay vào thì dung dịch sẽ được phun ra để chúng ta thực hiện quá trình rửa tay. Đây, máy hoạt động như sau. Khi ta đưa tay thì sẽ xảy ra
Khi ta rút tay ra thì dung dịch sẽ ngừng hoạt động. Trên cái mặt cho tay thì có biến trở để chỉnh cái lượng dung dịch. Biến trở nằm ở vị trí này là chúng ta để điều chỉnh cái lượng dung dịch. Chúng ta muốn dung dịch nhiều hay ít thì chúng ta chỉnh biến trở như sau. Cả ba sản phẩm trên, sau khi em thực hiện sản phẩm thứ tư thì để mà tạo được cái tính hấp dẫn hơn và cải tiến hơn so với ba sản phẩm này thì em xin cái dùng cái hộp điện, tủ điện màu trắng. Kết cấu thì cơ bản thì cũng gồm một cái mặt rửa tay, một cái bơm, một cái cảm biến, một đồ phun và bình chứa dung dịch. Nhưng với sản phẩm này em có kết nối lắp ghép một bộ thu phát âm thanh để tạo tính linh hoạt và nhắc nhở mọi người chúng ta phải thường xuyên rửa tay và tạo sự thích thú cho người sử dụng. Thì sản phẩm này là em thiết kế ở gắn tường nên là phun sẽ nằm ở dưới và hai cái vị trí này hai vị trí chúng ta sẽ gắn lên tường. Thì sản phẩm này cũng sử dụng điện áp 12V, chúng ta có thể dùng adapter hoặc là pin trực tiếp để hoạt động cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì em sẽ gắn cái app to để cho mọi người cùng thấy sự hoạt động của sản phẩm. Thì nói chung thì tất cả các máy rửa tay hoạt động đều giống nhau. Khi rửa tay vào thì dung dịch sẽ được phát ra. Mà bạn rửa tay. Khi mà chúng ta rửa tay thì sản phẩm này sẽ đưa tạo được âm thanh và sản phẩm sẽ được gắn lên như thế này, theo tường như thế này. Đây, tôi xin rửa tay. Mà bạn rửa tay. Dung dịch sẽ phát ra và có âm thanh kèm theo. Đây, em xin học lại. Bạn rửa tay. Đây, vì hiện tại là cái dây nó xấu nên mình sẽ gắn cái cục pin để cho mọi người dễ quan sát. Pin dự phòng rồi cho mọi người dễ quan sát. Mà bạn rửa tay. Đó. Chúng ta để vị trí này là treo tường. Và khi ta đưa tay vào thì sẽ có ra và có âm thanh phát ra để tạo sự kết nối cho người sử dụng. Không có sản phẩm em xin giới thiệu. Mà bạn rửa tay. Đến đây là hết. Mà bạn rửa tay. Em xin hết. Đây là 4 sản phẩm em tham gia dự thi tại cuộc thi này. Xin cảm ơn tất cả mọi người và ban giám khảo.